Cách xử lý các vết thâm kim móc ố vàng trên quần áo đơn giản ngay tại nhà từ như thế này thành thế này. Gối ở nhà nằm lâu ngày cũng rất là dễ bị thâm kim ố vàng, mới ngâm qua một mặt là đã thấy sự khác biệt rõ rệt rồi. Nhà ai mà có mấy cái đồ bị móc thâm kim thì đừng có vội bỏ đi mà hãy test thử công thức này với tôi nha. Đây là hai chai dung dịch dùng để tẩy chuyên dụng các đồ bị móc và thâm kim. Tôi sẽ pha hỗn hợp hai chai này với loại nước sôi 100 độ C theo đúng tỷ lệ của hướng dẫn trong sản phẩm nha. Đây là cái áo mà trước khi được ngâm tẩy đó thì mọi người sẽ thấy là cái vết móc và thâm kim rất là nặng. Bây giờ tôi sẽ ngâm thử vào khoảng tầm 60 phút nha. Phút này là tôi có để quên lấy ra là cũng phải hơn 60 phút á. Thì như mọi người thấy, những cái vết móc thâm kim ban đầu nó cũng đã được tẩy trắng hơn 90% rồi. Chỉ còn có một chút xíu cái vết ố đằng sau này thôi, là do cái chỗ trước đó nó đã bị thâm kim khá là nặng. Và tôi còn bất ngờ hơn nữa là dù là áo màu nhưng mà vẫn không hề bị lem màu áo luôn á nha. Như cái gối này cũng vậy, tôi ngâm tầm 30 phút trong hỗn hợp nước tẩy nhưng mà nó vẫn không có hề bị lem màu mà còn trắng lên trông thấy rõ nữa. Nên là mọi người ở nhà ai mà có mấy cái đồ bị móc thâm kim, kể cả là đồ trắng hay là đồ màu, thì đừng có vội vứt đi. Mua cái hỗn hợp thuốc tẩy này về test thử đi, rồi có gì cho tôi biết kết quả với nha.